giờ thầy cho ăn trước xong rồi bắt đầu mới dọn à. Có cả con cá mập hôm nọ thấy Thúy bảo con cá mập đâu không? Thì tôi á, có cá con cá mập mà. Cá mập nó ăn cái gì không? Ô thịt à? Cá hồi ông nấu món gì? À hấp à? Có đấy được khoảng được bao nhiêu cân thầy? Bao nhiêu cân cơ? Rượu này Tết uống được chưa anh em ơi? Đây có mấy con to chưa này? Ui, cứ đấy phành phạch. Con này vẫn nhát nhỉ? Mấy con này chỉ mang hấp rồi đúng không? Này cho nó ăn cám đúng không? Đây thầy vừa vất cám đúng không? Thầy vừa thả cám cho cá ăn. Kết món cây này thôi. Mấy em to này. Con một con phải mấy chục ấy. Hôm nọ anh nhìn con ấy kìa, con gì con cá sấu kìa. À con cá mập ở cũng bằng đùi ấy. Tí nó bơm cạn đi xem con cá mập nó như nào. À ừ, con cá nó mà khe khe này mà đỡ đâu quá. Nó vẫn còn phải, nó vẫn còn phải nước. Nước cạn ở kia thôi. Cà Mau luôn nuôi ít rồi. Này chỉ mang làm đây con cá mập kìa, cá mập đen đen kìa, đây nó đang bơi ra đây. Thấy chưa, thấy chưa? Đâu rồi, đâu rồi? Săn con cá mập mới được. Đâu con cá mập rồi? Mình nhìn mắt mình thấy thôi. Đấy, quẫy đuôi đấy. Đó, bơi ra đây. Bơi ra đây thì mới nhìn thấy được. Cam quay không thấy được. Cam quay không thấy được. Và cạn nắm ở đây không này, kìa nó ỏ ống kia ra đấy kìa, đấy, ọc ấy. Cạn hết cám. Mấy con này phải chạy rung hố sâu đúng không? Nó to quá, nó dồm mình hết lên kìa. Thế giờ không thấy con cá mập đâu nhỉ? Nó chạy vào tôi thế thôi. Ừ, ngủ đi thôi. Đấy, vậy vậy thôi đi thôi. Đây, cam mập đây.